Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Thành phố chuyển động. Và như đã giới thiệu từ đầu chương trình, trong chuyên mục ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và trò chuyện với một nữ ca sĩ khá là nổi tiếng, đó là ca sĩ Thu Minh. Vâng, như quý vị cũng biết, Thu Minh là một trong những ca sĩ có lực rất là lớn và có thể nói rằng chị là một trong những ngôi sao nổi bật trong giới ca sĩ hiện nay. Tuy nhiên không ai biết là chị Thu Minh đã khởi đầu sự nghiệp ca hát của mình từ khi nào. Trong ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng chia sẻ và trò chuyện với chị Thu Minh về vấn đề này. Xin mời quý vị cùng gặp gỡ với nữ ca sĩ Thu Minh. Xin chào Đức Tiến, chào Ngọc Diễm và chào tất cả các quý vị khán thính giả đang xem chương trình Thành phố hôm nay. Chị Thu Minh à, khi mà trò chuyện với một ca sĩ thì câu hỏi đầu tiên mà Diễm đặt ra thường liên quan đến vấn đề âm nhạc. Nhưng với chị thì Diễm xin được khác một tí. Ngày hôm nay Thu Minh mà ngồi trước mặt Ngọc Diễm và Đức Tiến đây là một người rất là tràn đầy gọi là năng lực. Và Diễm cảm thấy là chị ngày càng đẹp ra cũng như đầm thắm hơn. Có lẽ cũng là do cuộc hôn nhân của mình đem đến. Thì không biết là chị có thể chia sẻ đối với khán giả sự khác biệt của Thu Minh trước hôn nhân và sau hôn nhân như thế nào không ạ? Thu Minh thì luôn phân biệt rõ Thu Minh của đời thường và Thu Minh của sân khấu. Thu Minh của sân khấu thì không có đem hai cái chữ hôn nhân vào đây. Còn Thu Minh của đời thường thì chắc chắn quý vị cũng đã biết Thu Minh đã kết hôn rồi. Và với một cái độ tuổi của người phụ nữ ở trong cái tình trạng là đã kết hôn nữa thì mình nghĩ rằng là cái phong thái và cái suy nghĩ dù muốn hay không muốn, tự nhiên cái môi trường mình sống ít nhiều có cái sự thay đổi. Và mình phải có một cái sự thích ứng với những cái điều mà mình đang trải nghiệm. Hiện tại Ngọc Diễm có nghe hai luồng thông tin trái chiều. Một thông tin nói rằng là chị đang chuẩn bị tạm gác công việc qua một bên để chuẩn bị cho thiên chức làm mẹ. Còn có người nói thì chị đang rất là nhiều dự án, trong đó là chị đang có ý định là chuẩn bị một dự án âm nhạc và tất nhiên cũng là nhạc dance. Thì không biết là đâu là thông tin chính xác hả chị? Đã gọi là thông tin và mọi người thích đoán thì thôi cứ để cho mọi người đoán đi. Đôi lúc cuộc sống nó sẽ thú vị hơn nếu như mọi thứ nó cứ mờ mờ ảo ảo. Chứ còn rõ quá. Rõ quá thì đâm ra nó lại đúng không? Nó lại mất hay. Mà showbiz vốn dĩ là một cái không gian màu sắc. Thì với cả thật sự rằng là cái đời sống riêng tư của mình thì mình nghĩ rằng là thôi thì cứ mọi thứ cứ để cho nó chắc chắn rồi mình mới dám công bố thì nó sẽ hay hơn. Tiến cũng được nghe nói là Thu Minh luôn muốn xuất hiện mỗi một năm một hình ảnh khác. Vậy thì năm 2013 này sẽ làm ảnh như thế nào ạ? Trong năm 2013 thì cứ mỗi một độ tuổi thì bản thân ngay chính Ngọc Diễm và Đức Tiến đôi lúc cũng sẽ có một cái khoảng thời gian nào đó mà bình tĩnh lại và nghiền ngẫm lại chính bản thân mình trong cả một quá trình. Thì để thấy rằng là cứ mỗi một ngày cái quan điểm sống mình nó cũng thay đổi đúng không? Cái tư duy của mình, suy nghĩ về cuộc sống, về con người, về cách cư xử nó cũng thay đổi. Có thể nói rằng là trong những năm trước người ta vẫn thấy là Thu Minh hát nhạc dance, cá tính, máu lửa và nhiệt huyết, cuồng nhiệt, mạnh mẽ. Bởi vì sao? Lúc đó mình là người độc thân, mình muốn làm gì mình làm. Nhưng mà cái bản năng cơ bản của cái người mà hát nhạc dance là phải máu, phải điên cuồng với cái giai điệu và với khán giả, thì cái đó mình nghĩ là mình sẽ vẫn giữ. Có thể là trong giai đoạn tiếp theo chị không phóng khoáng và không bất cần nữa, nhưng mà những gì cá tính và máu lửa thì em nghĩ nó là bản chất con người chị rồi. Đúng rồi, là chị cũng cá nó tính là ở trong máu. Yeah. Thật sự rằng là mình cứ nghe nhạc là mình cứ tự động là phải nhảy, phải hòa theo nó. Chứ nhiều lúc cũng cứ nói đùa với cả các bạn ấy, bảo rằng là trong máu có sẵn chất kích thích rồi, không cần phải dùng chất kích thích. Nói chung là trong máu có sẵn dầu hỏa, chỉ cần đốt là cháy. Đúng rồi, bởi vì thật sự rằng là và khán giả cũng là một cái nguồn chất kích thích mà và cái nguồn cảm hứng cho mình.
mình mượn khán giả để tạo nên cái nguồn cảm hứng và đốt cháy cái nguồn năng lượng của mình đầu tiên, và từ đó cái nguồn năng lượng của mình đốt cháy ngược lại họ. Cái cách làm sao để mà mượn năng lượng từ phía khán giả nó cũng là một cái kinh nghiệm mà nghề. Theo như những gì chị Thu Minh chia sẻ nãy giờ thì em cảm thấy như thế này, ở trong chị dường như tồn tại hai con người. Nó song song nhưng mà có vẻ là đối lập nhau. Một người thì rất là cá tính và máu lửa, sẵn sàng sống hết mình và cháy hết mình. Nhưng bên cạnh đó, hiện tại trong chị còn có hình ảnh của một người phụ nữ, đó là sống vì gia đình và sẵn sàng làm nhiều thứ cho gia đình của mình. Thì hai cái việc này chị nghĩ đôi khi nó có mâu thuẫn với nhau không? Ít nhiều nó cũng có chứ. Nhưng mà nó cái đó nó tùy vào bản thân mình nữa. Nếu mà mình cân bằng được hai thứ thì tất nhiên mình sẽ phải chịu cái vấn đề rằng là một khi mà đã cân bằng thì mỗi bên phải 50-50. Mà 50-50 thì mình cũng phải chịu được cái sự chấp nhận rằng là mình đồng ý với cái 50 đó. Chứ mình không thể nào mà muốn rằng là cái nào cũng 100% cả. Mình phải biết hài lòng với những gì mình đang có. Có thể nói rằng khán giả Việt Nam không chỉ biết Thu Minh đến là một trong những người tiên phong cho dòng nhạc dance, các dòng nhạc sôi động, mà khán giả còn được thưởng thức Thu Minh ở các thể loại khác nhau như là blues, nhạc vàng, rồi thậm chí cả tân gỗ giao duyên, cải lương nữa. Hình như Tiến nó từng xem Thu Minh đóng một vai trong Lan và Điệp nữa. Liệu thì với những cái sở thích đó thì Thu Minh sẽ muốn gửi gắm hình ảnh cuối cùng của mình ở dòng nhạc nào ạ? Hiện tại bây giờ thì mọi người đang yêu quý và đang thích Minh. Cái số lượng bài hit của Minh cũng nhiều là ở dòng nhạc dance. Và Minh nghĩ rằng là đối với dance, Minh cảm thấy rằng là Minh có ích hơn cho cuộc sống này. Và Minh cảm nhận trong cái ánh mắt nụ cười và những cái tràng vỗ tay và khán giả khi mà họ phấn khích, thì Minh thấy rằng là Minh đem đến cái niềm vui cho họ. Cho nên là trước mắt thì Minh vẫn cứ theo đuổi dòng nhạc dance. Mặc dù rằng là đối với Minh thì pop ballad vẫn là một cái thứ, một cái điều tất yếu, không thể thiếu trong âm nhạc. Và với cái bài Yêu Mình Anh vừa rồi ở trong bộ phim Mùa Hè Lạnh á, Minh cũng có cái sự may mắn khi bắt đầu bén duyên với một nhạc sĩ trẻ mới, đó là Dada. Thì sắp tới đây, sau cái sự thành công của bài Yêu Mình Anh, pop ballad, thể loại pop R&B, thì mình sẽ có thêm một cái bài hot mới với cả Dada nữa, với thể loại dance, âm nhạc điện tử, cái beat mạnh hơn, electronic, mạnh mẽ hơn. Có 10 năm thì mình lặng lẽ và không có dấu ấn gì đặc biệt. Và 10 năm đó thì nó cũng cho mình một cái vốn kinh nghiệm rất là lớn để mà giảng dạy cho những thí sinh về sau này. Nãy giờ mà nói chuyện với chị thì em nhận thấy chị như thế này. Khi mà nói cái vấn đề về gia đình, chuyện tình cảm, chuyện ông xã thì chị rất là khá là an toàn. Đối ngược lại, khi mà nói đến chủ đề âm nhạc thì chị chia sẻ rất là nhiều và rất là nhiệt huyết. Có bao giờ chị cảm thấy là bị mất niềm tin về bản thân mình, về khả năng của mình? Khi mà Minh bước vào nghề này, cái điều đầu tiên Minh nghĩ trong đầu và cái hành trang Minh mang theo, và cái điều này cũng là cái điều Minh chân thành chia sẻ với tất cả các bạn trẻ, những người đang muốn bước chân vào showbiz, đó chính là sự đam mê, khát khao được chỉ được hát thôi. Hát như chút nỗi lòng, hát như cào xé và đôi lúc hát thậm chí là mình hát mà mình có thể rớt nước mắt, hay thậm chí nhiều lúc mình hát mà mình nhảy, mình có thể đập đầu gối xuống cả sàn mà mình không biết đau bởi vì mình quá sung và mình quá máu. Thì những cái cảm xúc đó là những cái cảm xúc tuyệt vời khi các bạn đã khẳng định được cá tính và cái sự thành công trong chính cái chuyên môn và cái nghị lực theo nghề, theo đuổi nghề của mình rồi á, thì những cái hào quang và danh vọng mà các bạn xứng đáng có tự động nó sẽ tới.
thì mình nghĩ rằng là ông Tổ luôn luôn đãi những người nào mà có tâm với nghề. Chính vì cái điều đó, cái hành trang đầu tiên mình mang theo trên con đường sự nghiệp âm nhạc của mình nó là như vậy. Cho nên là không bao giờ mình mất niềm tin vào chính bản thân mình cả. Diễm cảm thấy là chị đang ở đỉnh cao của nhan sắc, sự thành công và sự hạnh phúc trong cả gia đình và sự nghiệp. Thế nhưng dường như ở bên trong chị thì chị chưa bao giờ chị quan tâm đến cái chuyện là mình đang nổi hay đang chìm, chị đã đạt được những cái gì và những gì chưa có để chị tiếp tục phấn đấu. Trên cái cả chặng đường dài đó thì mình có thể nhìn thấy được rất là nhiều những cái sự thành công nhưng rồi lại đi xuống, hoặc là có những cái thành công mà đạt được nó là thành công ảo, hoặc là có những cái nghị lực vươn lên mặc dù nó hơi khó khăn ban đầu nhưng nó đã được đáp trả. Mình nhìn được hết tất cả những điều đó cho nên rằng là mình học được và mình gạn ra được những cái điều nào nên học và những cái điều nào nên tránh, cho nên là cảm giác nó bình tĩnh hơn. Mình mong muốn nhìn thấy cái nghề của mình nó càng ngày càng được phát dương, càng ngày càng đi lên. Và ca sĩ thì sẽ có rất là nhiều người xứng đáng với cái từ ca sĩ. Cảm ơn những chia sẻ của chị Thu Minh, những chia sẻ rất là chân thật. Và hy vọng rằng qua buổi nói chuyện này thì khán giả có cái nhìn tổng quát hơn và cũng hiện thực hơn về Thu Minh ở thời hiện tại là như thế nào. Và riêng cá nhân Diễm là một người phụ nữ thì Diễm xin được chúc chị Thu Minh sẽ bắt kịp cái niềm hạnh phúc và mong mỏi trước mắt của chị, đó là chào đón thành viên mới trong gia đình. Một lần nữa xin cảm ơn chị rất là nhiều về buổi trò chuyện này. Cảm ơn Đức Tiến, cảm ơn Ngọc Diễm và cảm ơn chương trình đã cho Thu Minh một cái cơ hội ngồi đây. Mong rằng là những cái chia sẻ trong cái buổi chuyện trò ngày hôm nay đúng với cái nội dung của chương trình, đó chính là thành phố hôm nay, những điều gì đang diễn ra trong cuộc sống của chúng ta để khiến cho mọi người có thêm cái sự nhìn nhận và hiểu biết hơn về những người ca sĩ như chúng tôi. Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi và lắng nghe Thu Minh. Cảm ơn hai bạn.